Hello cả nhà, chúc cả nhà mình có một buổi sáng an lành nha. Buổi sáng ngày hôm nay em có một cây phôi kim quýt được trồng vào trong một cái chậu xưa nha cả nhà. Cây cực kỳ duyên luôn anh chị em mình ơi. Em muốn giao lưu góp vui cùng cả nhà mình nha. Để em Út sẽ xoay một vòng cho anh chị em mình vừa xem cây và vừa xem cái chậu này nha. Cây kim quýt này cao 40cm nha anh chị em mình. Cây cao 40cm, hoành 24 nha cả nhà. Hoành trên cổ rễ là 24, hoành củ là 49 nha anh chị em mình. Cây cực kỳ già luôn, nó có rộng cực kỳ duyên. Còn cái chậu này thì tình hình cái chậu này thì nó bị nứt nha anh chị em mình. Nhưng mà vào cây còn rất là ok và còn rất là đẹp. Hiện tại thì chậu này nó bị nứt nhưng mà vào cây rất là đẹp, rất là ok nha anh chị em mình nha. Đó, anh chị em mình giao lưu với em Út cây luôn chậu cũng được, mà giao lưu cây không cũng được luôn nha. Anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho em Út số điện thoại 0795499088 nha cả nhà ơi. Đây, cây rất là duyên. Nguyên cái bộ bệ đế hết nó luôn anh chị em mình ha. Hoành củ này cũng nói là 49 lần nha anh chị em mình. Đó, nó ngẩng cái đầu lên rất là duyên luôn anh chị em mình. Hoành 24 nha, chiều cao là 40cm. Đó, cái chậu thì tình hình cái chậu này là cái chậu bị nứt nha anh chị em mình nha. Anh chị em mình thích thì em sẽ giao lưu nguyên một cái combo thế này cho anh chị em mình, vừa chậu và vừa cây luôn. Còn anh chị em mình không thích thì em sẽ nhổ cây ra, giao lưu cây với anh chị em mình. Về thì anh chị em mình có thể vô một cái chậu mà anh chị em mình thích hơn nha. Rồi ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha. Chúc cả nhà mình có một buổi sáng vui vẻ nha cả nhà. Một cái kim quýt cực kỳ già luôn. Đó, anh chị em mình thấy nổi sần luôn nha. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha. Kim quýt nha cả nhà. Cây đã ra trái rồi nha.